Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Thanh Gươm Diệt Quỷ. Và đã trải qua rất là nhiều trận chiến rồi, thế nên là cái ổn của mình nó cũng đã hư khá là nhiều rồi. Thế nên là mình phải sửa nó lại thôi, vì mình thấy chất lượng của nó rất là tốt này. Này, sửa lại rồi xài tiếp thôi chứ không có chế tạo cái mới đâu. Ủa what? Cái gì cơ? Ủa, không sửa lại được à? Really? Ủa, bữa mình nhớ mình sửa được mà ta. Oh, không sửa lại được luôn. Oh no. Chẳng lẽ bây giờ mình phải ép cái dòng sửa chữa vào đây sao? Mình thử với Scarlet Orc hiếm coi. Cũng không được. Oh, căng rồi. Xác định rồi, mình sắp mất cái ủng. Vì cái ủng này cho mình tới tận 4 giáp lận. À để coi. Nếu mà cái ủng kim cương thì sao? Ủng kim cương thì 3 giáp. Còn ủng netherite thì sẽ có được cũng 3 giáp luôn. Giờ thì mình sẽ có một cái phương án dự trù. Đó chính là nhỏ mà cái ủng mình nó hư á, thì mình sẽ dùng cái ủng netherite đi. Mình cũng có được khá là nhiều netherite sau những chuyến khám phá rồi. Được bao nhiêu đây? Ở đây có 6 vụn. Rồi, đầu tiên là mình sẽ làm cái ủng kim cương trước. Và sau đấy chế tạo ra cái bàn ràng. Rồi chế thêm một cái foil netherite và ghép lại thôi. Xài tạm thôi á, chứ mình vẫn thích cái ủng trong cái bộ đồng phục của mình hơn. Và không quên cường hóa cho nó một chút để coi nó có được những dòng cường hóa nào tốt không. Nó có thêm dòng speed boost nè. Và cả bảo vệ 4 luôn. Wow, cái chất lượng nó không thua kém gì cái ủng cũ của mình. Được nha, tiềm năng á, mình sẽ mang theo cái ủng này. Khi nào cái ủng mình vỡ là mình sẽ thay thế liền. Ngoài ra bữa nay thì mình sẽ mặc lại đồng phục của Tanjiro đi. Đổi đồng phục. Lâu rồi chưa mặc đồng phục của Tanjiro. Rồi, lên đường thôi. Nhiệm vụ của mình trong ngày hôm nay thì mình sẽ đi tìm những trụ cột để mình luyện tập. Tại vì còn rất là nhiều trụ cột mà mình chưa có kiểu như thử sức qua nè. Chẳng hạn như là trùng trụ chẳng hạn. Rồi viêm trụ nữa. Nhưng mà chắc mình sẽ không đánh với viêm trụ ở trong nhà mình đâu. Kiểu khó lắm mình mới dắt được một viêm trụ về nhà. Mà giờ mình đánh nhau nữa thì không hay tí nào. Thế nên là thôi cứ để viêm trụ ở nhà đi. Giờ thì lên được. Mà thường thường thì trụ cột hay xuất hiện ở mấy cái ngọn núi mà quỷ hay xuất hiện á. Chắc mình sẽ tới cái ngọn núi gần nhà mình trước đi. Để coi có trụ cột nào xuất hiện vào buổi tối này hay không. Nếu không là phải đi tới mấy ngọn núi xa hơn á. Trước mặt có quá trời quỷ luôn kìa mà không thấy trụ cột nào hết. Có Zenitsu thôi. Có xà trụ, nhưng mà xà trụ thì mình đã làm gỏi hôm qua rồi. Trời, con quỷ này láo tét vậy. Nó chủ động tấn công mình luôn mà. Căng chưa? Tên này bữa nay liều ta. Chủ động tấn công mình các thứ. Rồi thêm tên quỷ trống này nữa. Đúng. Có nhiều bạn gợi ý mình là nên đem theo cái trống của thanh niên quỷ trống để cấu rỉa tầm xa. Ở đây có thêm âm trụ Uzui nữa nè. Mình thấy viêm trụ ở nhà một mình cũng khá là cô đơn á, nên chắc mình sẽ dẫn thêm âm trụ về nhà đi. Có gì cho âm trụ bầu bạn với viêm trụ cũng ok. Hợp lý. Sẵn tiện mình về nhà nè, mình lấy cái trống luôn. Một công đôi chuyện. Cái gì đây? Cái gì phát nổ ghê vậy? Phong trụ. Phong trụ ghé nhà mình chơi. Được luôn. Một xíu ra mình sẽ tiếp chiêu với phong trụ. Còn giờ thì để âm trụ vô nhà trước đó. Rồi âm trụ leo lên thuyền với viêm trụ đi. Ngại gì không biết. Ok. Không chịu ngồi chung thuyền à. Giờ phải làm một cái thuyền riêng dành cho âm trụ rồi. Âm trụ khó tính thì cả chứ. Mình chưa thấy trụ cột nào mà khó tính như âm trụ nha. Thôi, khó thì mình chịu, khó mình chịu một xíu thôi chứ có đâu căng. Nè, leo lên thuyền đi. Đó, vậy mới chịu. Khó quá trời khó rồi. Rồi, giờ thì mình sẽ ra ngoài cái sân vườn nhà mình. Để mình tiếp đón. Phong trụ đi vô nhà luôn kìa. Không chào hỏi người ta mà vô nhà rồi. Mà kiếm của phong trụ đẹp thiệt á. Thôi được, nay thấy phong trụ chắc một xíu mình sẽ ra solo
kiểu như hơi thở của gió với phong trụ luôn. Nhưng mà đánh nhau trong nhà thì có thể làm tổn hại tới Nezuko rồi mấy nhóc heo rừng của mình đó nè. Nên là mình sẽ đem ra chỗ nào trống trống để mình đọ kiếm với phong trụ. Đây, qua đây chẳng hạn. Đây khá là trống luôn. Rồi, mở bát trong ngày hôm nay chính là phong trụ nha. Ui 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 ui, phong trụ đang xử mấy con xương hay gì á. Gì đây, phong trụ múa mai quay cuồng gì đây. À, xử mấy con xương. Wow, ghê ta. Nhưng mà mình không có ngán đâu, vô. Thích thì chịu. Đọ sức mạnh hơi thở thôi. Để xem coi mình có thể dùng hơi thở của gió và chinh phục được một vị trụ cột không. À dạ. Có căng chưa cơ. Cái hơi thở của gió của phong trụ quả thật không thể đáng gờ, không thể khinh thường nữa. Dùng cái móng vuốt cơ. Cái skill móng vuốt đó mình cũng hay dùng lắm. Căng ngay ta. Có con quỷ nó ngán được. Này thì con quỷ khủng khiếp. Người ta đang đánh nhau. Đi chỗ khác. Người ta đang đánh nhau mà để ghé vô đây nữa. Ui, có vẻ là mình gần đánh bại được phong trụ rồi. Cố lên, cố lên. Mình có thể làm được. Một xíu nữa thôi. Ôi, không thể bỏ lỡ cơ hội này. Để xem. Ôi, phong trụ cũng yếu máu lắm rồi cơ. Được hay không? Ôi, có tên cây ca cư. Chết tiệt. Ok, trước mắt là mình đã hạ được phong trụ rồi. Trận chiến hơi căng nha. Thế nhưng mà có tên cây ca cư định vô KS phong trụ với mình. Và hắn còn định đánh lén nữa. Chết tiệt, người phải trả giá. Này thì đánh lén hả cây ca cư? Mình sẽ cho nó biết mùi. Cái tên này, lần trước bị mình đánh sắp mặt mà vẫn chưa sợ. Bữa nay hắn tính quay lại phục thù hay sao á. Rồi, người đừng hòng mà phục thù. Sức mạnh của mình đã tăng lên rồi. Kết liễu nè. lần này tên cây ca cư còn rơi ra cái bộ đồ của hắn nữa. Bộ đồ của hắn cho tới tận 12 giáp lận. Tương đương bộ đồ của Tanjiro luôn. Mình mặc bộ đồ này nhìn cũng đẹp quá nè. Được á. Mình sẽ cất vô để có gì mình treo lên ha. Ê, bên này còn có canal nữa. Nhưng mà hình như trong đây không có thành tựu đánh bại canal thì phải. Với cả là mình cũng không muốn đánh mấy bạn gái đâu. Thôi, không đánh canal đâu. Dễ thương như vậy đánh thì kỳ lắm. Rồi, và như vậy thì mình đã đánh bại thêm được một trụ cột rồi. Thế nhưng mà lượng máu của mình thì chưa có tăng lên nhiều lắm nha. À, cái tên quỷ cá này. Tới số người rồi. Người phải trả giá. Hôm bữa người đánh ai? Đâu rồi, hắn tóc biến đi đâu rồi. Cái tên quỷ khác, khủng khiếp. Mình cực kỳ ghét hắn luôn á. Bữa nay mình phải trả thù cái mối thù hôm bữa mới được. Người muốn bày ngoài cuồng cái gì? Hắn có tuyệt chiêu bắn cá đúng đâu luôn á. Đó. Khó chịu nhất là khả năng tốc biến dưới những cái chậu của hắn thôi. Mình không thể phán đoán được đâu là cái chậu nào mà hắn sắp xuất hiện hết. Và trời cũng gần sáng rồi. Nếu mà mình câu kéo tới sáng thì hắn chắc chắn sẽ thua mình thôi. Cố lên. Để xem coi tới cái tên Gyoko này có giống tên Akaza hôm qua không. Là có thể sống kể cả trời sáng nè. Mặt trời đang lên. Giờ mới bình minh thôi. Trong lúc này mình tranh thủ mình lại mình bêm hắn thêm vài đòn nữa. Đấy, hắn lại dở trò tóc biến qua lại rồi đấy. Ý. Cái tên Gyoko này không có giống Akaza hôm qua. Hắn đã bị mặt trời thiêu rụi rồi. Vừa tội lắm. Đấy, đối đầu với quỷ mình không nhất thiết phải đánh giáp lá cà đâu. Mình câu kéo cho trời sáng là ok ha. Tại vì sự chênh lệch giữa thợ săn quỷ và mấy con quỷ đó chính là khả năng hồi phục ấy. Mấy con quỷ thì nó có thể hồi phục liên tục. Còn mình thì phải gặm thịt thì mới có thể hồi phục được ấy. Nên khi khó quá là mình có thể dùng cái cách cầu giờ ha. À mà ngoài ra thì chắc hôm nay mình sẽ kiếm cái người bán kiếm á. Rồi mình chở về nhà luôn. Để mỗi khi mình muốn mua kiếm thì mình chỉ cần lại cái người bán kiếm đó mình mua thôi. Sẽ tiết kiệm được thời gian đi tìm kiếm của mình rất là nhiều ấy. Hợp lý nha. Trước mặt mình đang là cái chỗ gì mà lạ vậy? Ồ, nhìn nó như cái viện nghiên cứu ấy. Nó còn có những cái lồng spawner của zombie đồ ở bên ngoài nè. Chờ để mình vô mình khám phá thử coi. Chỗ này nhìn hơi lạ.
Mà nó xây toàn là bằng khối sắt nha. Đây. Ui, chiếc này giàu to rồi. Vô đây là mình đem sắt về mệt xỉu luôn. Bên cạnh đấy thì trong này còn có rất là nhiều đường đi nữa, cũng như là những cái lồng spawner. Lạ thiệt ta, không biết đây là khu vực gì nhờ. Tiếp tục là lồng spawner và một cái thùng, lại là một cái thùng khác. Ồ, mình bắt đầu nghe tiếng quái rồi, mình bắt đầu nghe tiếng quái rồi. Phải cẩn thận không? À đây đây là những con xương. Mấy con xương thì dễ rồi. Ờ, à, không hiểu luôn. Không biết đây là khu vực gì nhờ. Ngoài sắt ra thì bây giờ mình lại gặp thêm một cái chỗ kim cương free nữa nè. Ôi ôi, cái gì nữa nhỉ? Ôi. Oh god. Cái con quỷ này. Người dám đánh lén hả? Này thì đánh lén nè. Mấy con quỷ này được cái đánh lén. Ê, mà hình như nãy mình quên lấy cái trống rồi đúng không? Ồ. Oh. Ừ đúng 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 đúng, mình quên lấy cái trống rồi. Trời đất ơi, đúng là dạ rồi, thành ông cụ non rồi. Mới nói hồi nãy là về nhà lấy cái trống mà quên mất tiêu. Úp. Hành tinh gương. Trên đường về mình gặp tên hành tinh gương nè. Hắn còn đang khóc lóc các thứ kìa. Cái mặt hắn đang khóc kìa. Cái tên này đa nhân cách ấy. Nè bây giờ mình tiêu diệt hắn đúng không? Đó là hắn sẽ phân thân thành bốn cái hình dạng khác nhau nè. Hình như đó là bốn cái nhân cách của hắn thì phải. Mình vẫn còn nhớ cái mối thù hôm qua. Thế nên là bữa nay mình sẽ không để hắn có cơ hội chạy thoát đâu. Và cũng như mình sẽ cố gắng trả thù. À đây rồi. Khi mình tiêu diệt một cái nhân cách của hắn thì hắn đã gộp lại hay sao cơ? Đây là cái dạng mạnh hơn của hắn nè. Mình quýnh cho hắn lên bờ xuống ruộng luôn. Đó đó đó, hắn bắt đầu triệu hồi tia sét đó. Mình ghét những tia sét của hắn. Ê ê, nhưng mà dưới nước là bất lợi của mình nhá. Chắc mình sẽ ưu tiên tập trung đánh mấy cái xúc tua của hắn trước quá. Trước khi mà hắn tung liên hoàn sấm sét như hồi nãy là mệt đấy. Đây là lúc hắn yếu nhất nè. Mình phải dồn đam ngay lúc này thôi. Kịp hay không đây? Sắp được rồi, sắp được rồi. Oh. Yes. Mình đã tiêu diệt được cái tên Thượng Huyền Tứ rồi. Ây. Phải đánh giáp lá cà như vậy thì mình mới thắng thôi. Chứ mình mà chạy á là xác định hắn sẽ dùng tia sét đánh mình ấy, tới lúc mà mình thấy ngất xỉu thì thôi đấy. Oh. Và hắn rơi ra cho mình khá nhiều đồ. Trước tiên là bộ giáp của hắn nè. Oh. Và cái huyết quy thuật của hắn luôn. Cái này thì mình chưa có dùng được. Ồ, oh, mình có thể dùng được cái đòn thường của hắn. Một cái chưởng xung kích về phía trước. Có thể tạo ra được cái sét nữa nè. Lâu lâu nó còn tạo ra sét cơ. Ghê chưa? Nhưng mà thôi đây là... Ui, chạy 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 chạy. Ui, đâu ra cụ nhất vậy? What the heck? Đâu ra cụ nhất ở dưới kiểu gình gình đánh lén mình ta. Trời, đường đường là cụ nhất mình lại đi đánh lén. Mình sẽ xoay chùy cho cụ nhất biết tay. Ok, xoay không trúng thì thôi chạy luôn. Đánh không lại thì chạy có đâu mà căng. Ờ, mạnh thì có quyền rồi, ok. Đợi đấy. Về mình lấy cái trống rồi đó, cái trống mình bá lắm. Ờ không, không phải cái trống của mình nữa, mà cái trống của tên quỷ trống bá lắm. Nhiều khi mình có cái trống đó mình lại cà khịa được cụ nhất an toàn hơn á. Chứ bây giờ là một mình solo chắc chắn là không lại rồi. À, tên quỷ này dám đứng trước nhà mình hả? Dám đứng ngay trước nhà mình đợi mình về. Láo tét. Rồi, mình sẽ về nhà để mình lấy cái huyết quy thuật trống coi. Đâu rồi ta? Cái trống, ủa? À đây, 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 nó đây, nó đây, nó nhỏ quá, khó thấy ghê. Rồi, rồi, tới công chuyện luôn. Xác định rồi, mình có cái trống này mình có thể đi cà khẹ hơi bị ghê luôn á nha. Cụ nhất biết tay. Cái tầm của nó đúng xa luôn á, đã ghê. Úi giời. Đây, ở đây có... À, xà trụ đang quẩy à. Mình sẽ hỗ trợ xà trụ một xíu coi. Đấy, hỗ trợ là easy liền. Này thì quái vật cát nè. Đằng kia có thanh niên Temple Demon nè. Sao mà đụng vô mình được. Cái này là mình chưa kiểu như nếm qua máu của Muzan đó nha. Mình mà nếm qua máu của Muzan thì sức mạnh của cái trống này nó còn tăng lên nữa cơ. Nhưng mà thôi, mình sẽ hạn chế tránh trường hợp bị tha hóa nha. Mình lại nhỏ mình lại giống tên Kai ra cơ á.
Thì Toan, mình cũng có dành thời gian ra đi tìm thêm trụ cột để luyện tập á. Thế nhưng mà mình không có gặp thêm. Thành thử ra bây giờ mình sẽ chuyển sang cái kế hoạch B của mình trong ngày. Đấy chính là mình đi tìm những cái hơi thở mới. Ồ oh. Vừa qua địa ngục lại gặp thêm cái tên Hantengu chặn đầu mình rồi. Hình như cái tên này muốn trả thù mình cái kèo solo hồi nãy hay sao á. Ai cha cha, căng gì ta. Thôi được rồi, giờ thì mình sẽ tiếp chiêu hắn thêm một lần nữa. Kích hoạt ấn diệt quỷ lên. Rồi sau đó bèm hắn thôi. Ồ oh, bánh xác chưa. Này thì hé đa nhân cách nè. Ôi ôi ôi. Trời 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 trời, ghê vậy. Ây, hình như ở dưới địa ngục hắn mạnh hơn hay sao vậy. Ôi rồi 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 rồi, tới liên quan xâm xét rồi, hắn tung ra rồi. Bây giờ mình còn có quyết quyền thuật trống mà. Ây ây, nhưng mà dưới này có vẻ không phải là lợi thế của mình đó. Mình nghĩ là mình lên trên chỗ nào bằng phẳng hơn để mình thi triển những cái thức nó chuẩn hơn ấy. Và đồng thời những cái cây mà hắn tạo ra cũng rất là nguy hiểm này. Mình cũng sẽ tiêu diệt những cái cây này luôn. Ui nhưng mà hắn ở dưới mất rồi, hắn không chịu lên đây với mình. Vậy là ngươi muốn giáp lá cà ở dưới chứ vậy? Được luôn. Thích thì ta chịu hết. Chịu hắn luôn nào. Ui cái kẹo 1-1 này hơi căng nha. Mình ở địa ngục có vẻ là môi trường thích hợp cho hắn tấn công hay sao á. Hắn dồn đa mình liên tục luôn. Cố lên nào, sức mạnh hơi thở mặt trời. Mình gần làm được rồi, mình gần làm được rồi. Một xíu nữa thôi. Yes. Đây chính là lần thứ hai mình đánh bại tên Hantengu rồi. Chừa cho cái tội láo tét dám chặn đường người khác hả. Bây giờ mình hơi bị khó xơi á nha. Ồ nhưng mà tuy nhiên thì mình cũng khá là chật vật trong cái giai đoạn chiến đấu với hắn. Nếu mà như vậy thì vẫn chưa đủ sức để đương đầu với Kokushibo đâu. Thôi phải nhanh chóng trở lại với... Ui, cái gì? À, tên Gyoko này. Đâu rồi? Hết tên Hantengu rồi tới tên Gyoko. Đâu bắt được em. Ngươi định chặn đường ai? Lại đây, ngươi lại đây. Ngươi ngon ngươi tóc biến lại đây đi. Mình nhìn sẵn rồi đó. Ngươi lại đây. Đâu bắt được em. Này. Cái tôi nhờ. À, cậy thế cái tên này chuyên gia tròn mình nè. Người có ngon người xuất hiện lại đi. Xuất hiện đi. 1 2 2 rưỡi 299 299,1. Ủa không xuất hiện à. What the. Ui chuồn luôn rồi. Trời tưởng thế nào. Thượng Huyền Ngũ mà mày đặt ho với mình hả. Thượng Huyền Tứ mình còn chưa sợ cơ. Thôi đi tiếp thôi, kệ tên đó đi. Tên đó mình bằng gỏi cái một á mà. Ê, trước mặt mình đang là giống như một cái kim tự tháp vậy. Nhưng mà nó được xây bằng những cái cục gạch này đó. Wow, kim tự tháp lạ vậy. Kiểm tra thử liền. Wow, nhưng mà kim tự tháp này có băng ở dưới nha. Oh. Quá trời quá đất rương luôn. Ở dưới có boss không vậy? À ở dưới không có boss. Nhưng mà chiến này là mình chắc mình vào to rồi. Nhìn sơ qua là mình thấy nó có rất là nhiều rương luôn á. Ôi. Mà đồ trong đây là đồ xịn không nha. Ây da, đồ kim cương nhiều thế. Sao mình lấy về hết đây? Ồ vậy là mình đoán là trong đây nó sẽ còn nhiều đồ kim cương nữa cơ. Nó còn cả phôi Netherite nữa nè. Hẳn một phôi ạ. Áo vàng cường hóa. Rồi kiếm diệt quỷ đâu nữa nè. Vào rồi, chiến này vào to rồi. Nhưng mà chắc mình sẽ cần nhất là những cái món đồ liên quan tới thợ săn quỷ thôi. Mình hy vọng là vậy. Phôi Netherite tiếp nè. Ây da, chưa gì đã đầy được kho đồ nè. Tiếp tục là phôi Netherite. Chỉ mới tầng trên thôi mà mình đã có tổng cộng là 4 phôi rồi. Giàu thật sự ấy chứ. Giờ mình sẽ bắt đầu đi xuống tầng dưới. Đây có... Và nó còn cho thêm mình một cái... Cái thanh... Cái này là gọi là thanh kiếm hay là thanh đao ta? Ồ, gọi là thanh đao đi. Một thanh đao. Hình như đây là hơi thở. Đây là hơi thở của rồng. Kỹ năng đầu tiên là vuốt rồng nè.
Wow, một cái hơi thở thất truyền mới nữa. Xịn nha. Chuyến đi này có hàng xịn mang về rồi. Ở đây còn có cái tự động cho ăn nữa nè. Wow, cái này hữu ích nha. Chắc mình sẽ trang bị vô cái ba lô của mình luôn á. Sẽ gắn cái nâng cấp này vào. Ủa cái gì đây? Oh no, mình đã biến thành ác quỷ rồi. Ủa là sao? Ý trời, cái tự động cho ăn này nó không phân biệt đâu là thức ăn, đâu là máu của Muzan. Mình mới gắn vô cái nó nốc liền một giọt máu Muzan rồi. Bây giờ hình như là mình đã thành ác quỷ rồi. Nè, trở thành ác quỷ rồi. No, mình gìn giữ bấy lâu nay cuối cuộc bị cái ba lô này nó làm mình bị tha hóa rồi. Ây da, cái ba lô chết tiệt. Giờ mình muốn trả lại máu cũng không được, tại vì lỡ uống vô rồi. Thôi xong luôn, công sức gìn giữ đổ xong đổ bể rồi. Thiệt luôn á, sao mà đỡ được. Thôi nhưng mà mình sẽ tranh thủ vô đây để mình kiếm thêm một ít đồ nữa đi. Ôi trời, sao nhiều ba lô hết. Kệ, thành quỷ có gì một xíu giờ mình test mấy cái huyết quỷ thuật luôn. Lỡ rồi. Nhưng mà thật sự là trong đây nó có rất là nhiều giáp luôn ấy. Cái này là chắc cho cả một cái đội quân mặc được luôn ấy, không phải riêng một mình đâu. Nhiều thật sự. Ồ, và thêm một cái thanh kiếm mang hơi thở bóng tối mà hôm qua mình mới nhặt được nè. Bị trùng nữa chứ. Ây da. Thôi kệ, bỏ vô luôn. Bỏ nốt vô hết. Nói chung là nhặt được trong cái chỗ này là mình sẽ mang về. Và tầng dưới của nó thì nó được xây bằng những cái khối xương kết hợp với khối bú thôi. Chỉ có vậy thôi. Wow, vô tình lạc vào một cái kim tự tháp. Rất là nhiều đồ luôn á. Quả thật là may mắn. Và chắc một xíu mình sẽ test cái hơi thở rồng này mới được. Mình thấy nó khá là đẹp luôn nè. Mình không biết là mình có cho nó cường hóa được không ta. À, mấy cái hơi thở thất truyền này thì mình không có thể cường hóa cho nó dòng Red Sword bằng cái kỹ năng của mình được. Cái này chắc về nhà và nhờ Nezuko rồi. Ok, bữa nay kiểu như mình hên đó ta. Chắc mình sẽ chịu khó đi thêm để mình kiếm thêm những cái công trình giống như vậy. Với hy vọng là tìm thêm được vài cái hơi thở cổ truyền. Ủa cái gì đây? Ồ, còn bị mũi chích nữa chứ. Hết tên luôn. Ở dưới địa ngục này có mũi nha. Trời ơi, lớn ngớ là bị mũi chích á. Nguy hiểm thiệt. Ồ, bên kia có cái kim tự tháp sao cả. Ồ, bên đây có thêm một cái kim tự tháp nữa. Để coi nó có dạo giống như cái kim tự tháp vừa rồi hay không. Ồ, nhưng mà cái kim tự tháp này quen đó ta. Hình như lần trước mình vừa khám phá một cái. Kim tự tháp này thì không được mạnh cho lắm à. Ủa không được, giàu cho lắm rồi. Nhưng mà có sắc bén thì ok, mình sẽ mang về. Có gì mình cường hóa vào cây kiếm hơi thở rồng mà mình mới nhặt được. Cây đao chứ nhầm. Rồi luôn, giờ mình về nhà mình mới nghĩ tới trường hợp không biết Nezuko có đánh mình không. Rồi Tanjiro rồi. Rồi các trụ cột có đánh mình không nữa. Thiệt luôn á, mình lỡ bị tha hóa mất rồi. Để mình về coi thử cái tình hình như thế nào. Mình gặp cái tên Kagaku. Đây có phải tên Kagaku bị tha hóa không? Chính hắn. À, người tha hóa giống ta chứ gì. Bè mắn luôn. Mình sẽ dùng cái sức mạnh mới của mình, đó chính là hơi thở rồng, để mình xử hắn. Đó, mình sẽ tung những cái đòn vuốt rồng từ xa đây. Vậy là 11 mình có skill cấu rỉa rồi. Nhưng mà lượng đam của nó thì không có đáng kể ha. Mình sẽ thử những cái thức khác coi. Coi có gây được nhiều sát thương hơn hay không. Chẳng hạn như là đây là thức thứ hai nè. Ồ, mình có thể tạo ra được một vụ nổ. Nhưng mà phải áp sát thì mới gây được đam cơ. Đúng là mấy cái hơi thở thất truyền này á, mình phải rất là khó để có thể làm quen được luôn. Oh man. Rồi tiếp tục, đây là thức thứ ba. À, thức thứ ba mình có thể lướt nè.
Được rồi, đây là thức mà mình thấy có thể áp sát được. Hợp lý, hợp lý. Úi, còn có thêm tinh Hydro nữa. Thôi mình sẽ chuyển sang đánh cận chiến đi. Kết thúc trận chiến này nhanh mới được. Kẹo. Đêm dài lắm mà không. Mình sẽ kết liễu tên Kagaku trước. Ủa, vũ khí mới đúng khó làm quen thật đó chứ. Nhưng mà sắp rồi, mình sắp đánh bại được hắn rồi. Bài thức nữa thôi. Cố lên. Liệu rằng vẫn chưa kết thúc. Mấy tên này dai thiệt chứ. Rồi xong rồi, mình đã hạ được tên Kagaku trước rồi. Tiếp theo là tên Hydro này. Hắn sẽ không có thể đụng đụng được mình đâu. Mình sẽ liên tục dùng kỹ năng thứ ba của hơi thở của rồng. Lướt như vậy thì hắn sao mà đỡ nổi. Xong phình. Ê, lần này hắn rơi ra cả một cái đầu luôn kìa. Ê, như vậy thì mình đã full được một cái set đồ của cái tên Hydro rồi. Wow, quá đã luôn. Bây giờ mình sẽ về để mình kiểm tra lại coi. Ủa, ủa, what? Khoan. Ủa, tại sao vậy? Ủa, tại sao những cái tên trong thượng huyền quỷ lại tới nhà mình nhiều như vậy? Hết Han Tengu rồi tới tên Duma nữa. Người Zenitsu của mình đâu? Ui, hắn còn chèo thuyền được kìa. Hình như hắn sát hại Zenitsu của mình rồi. Cái gì? Cái tên... À, mình sẽ liều mình với tên Duma này. Hình như hắn đã sát hại Zenitsu của mình rồi. Rồi luôn cái chuồng bò của mình. Thất thủ rồi. Ồ, cái chuồng bò mình gầy dựng mấy lâu nay. Ô, nham trụ đang tham chiến. Thôi được rồi. Xong phim, xong phim. Hạ đã hạ được tên Han Tengu rồi. Nhưng mà thiệt hại là cả một cái chuồng bò luôn. No. Tên ha, Duma đã gây ra tội ác thì mình sẽ cho hắn biết mùi. Nham chủ, mình sẽ nhờ nham chủ trợ giúp mình trong kèo này. Tại vì mình đã chói chân hắn bằng cái thuyền rồi. 2-1 thì chiến này ngươi xác định. Máu hắn tụt không banh kìa. Này thì ha, Duma nè. Ủa dạ, nhưng mà nãy hình như mình lỡ đánh trúng nham chủ hay sao á. Ok, để nham chủ đó cho ngu giận đi. Ô mà thiệt luôn, mình không ngờ tới cái diễn cảnh này luôn ấy. Trời đất ơi. Nezuko. Mình chỉ mất Nezuko thôi. Cay thiệt. Trời ơi, Nezuko đứng trong đây kiểu lộ tầm nhìn quá. Cái bị, hình như là bị tên Han Tengu xử rồi. Mình về nhà quá là trễ luôn. Thiệt tình ấy chứ. Ồ, đằng kia còn có cái mũ của tên Duma kìa, mình lụm nốt luôn ấy. Wow, bữa nay có vẻ không phải là một ngày may mắn của mình rồi. Tưởng chừng là may mắn nhưng không. Quá là nhiều chuyện xui xẻo xảy ra luôn á. Tạm gác qua nỗi buồn đó đi. Giờ mình sẽ test thử cái bộ giáp của cái tên Hydro xem như thế nào. Đầu tiên là cái áo, tiếp theo là cái quần, rồi tới cái nón. Oh, trông mình cũng ngầu quá nè. Bộ giáp giống như biến mình thành người sói vậy á. Oh, ghê thiệt. Mà bộ giáp này còn cộng cho mình rất là nhiều giáp luôn nha. Wow. Không biết là có ép được sửa chữa không nhỉ? À, ép được luôn. Vậy là mình có thể sửa nó lại bằng cái dòng sửa chữa ấy. À, mà hồi nãy mình lỡ dùng máu của Muzan nên bây giờ ban ngày khi mình... Ủa? Ủa, what? Oh. Ê? Ủa? Ủa sao mình dùng máu Muzan nhưng mà ban ngày mình vẫn
vẫn không có bị ánh nắng mặt trời thiêu thiêu đốt ta. Lạ vậy. Vậy thì tốt, mình sẽ thử dùng những cái huyết quy thuật coi coi có được hay chưa. Chẳng hạn như là của cái tên Camanue nè. Ủa, vậy là mình chưa dùng. Yay. Hình như có một chút hiểu lầm rồi. Hồi nãy cái hiệu ứng đói là do cái ba lô nó bị lỗi hay sao á. Mình nghe hiệu ứng uống máu nhưng mà không, nó chưa uống máu nè. Ủa mà có đó sai sai, mình không uống máu mà sao lại mở được hành tủ ta? Ủa kìa, không uống máu mà sao mở được hành tủ? Ủa? Ủa là làm sao? Đúng khó hiểu luôn. Sao tự nhiên bây giờ mình ra cái sân, cái chỗ mình nuôi bò mình thấy trống vắng dữ ta? Cái đàn bò mình gầy dựng từ đầu, mình còn giữ một ít thịt bò nè, mà bây giờ thì không còn một chút bò nào luôn. Để coi coi, heo rừng. Ngoài bò thì mình còn nuôi heo rừng. Còn một. Mình nhiều lắm mà, mình 3-4 heo rừng luôn mà sao giờ còn có một heo rừng vậy? Ôi không, hình như heo rừng cũng bị sát hại, còn có một heo rừng thôi. Chú cuốn của mình nữa. Ê, chú cuốn mũ rơm. Mình mất thêm chú cuốn nữa nha. Trời ơi, một đêm bị quỷ càng quét thôi mà mình mất quá nhiều luôn á. Chỉ vì mình mãi mê qua địa ngục để mình đi săn tìm những cái thanh kiếm mang hơi thở thất truyền. Tuy nhiên đã tìm được, nhưng mà đánh đổi lại thì mình mất cũng khá là nhiều ấy. Thôi thì lấy đó làm động lực thôi chứ biết sao giờ. Hy vọng là sắp tới mình sẽ sớm gặp lại Nezuko ở một cái vùng đất khác thôi. Chứ Nezuko ở nhà mình đã ra đi rồi, không kịp nhìn lần cuối luôn á. Quá là ổn luôn. Rồi, và nói chung trong ngày hôm nay thì mình đã đánh bại thêm được một trụ cột nữa, đó chính là phong trụ. Đồng thời thì mình cũng đánh bại và trả lại được cái mối thù với cái tên Thượng Huyền Tứ Hantengu. Cái tên đó cực kỳ khó nhận luôn á nha. Chỉ tiếc là mình vừa bị những cái tên ác quỷ trong thập nhị nguyệt quỷ càng quét ngôi nhà, và cái kết là mất khá là nhiều những người bạn luôn. Mối thù này nhất định mình sẽ trả, nhưng mà trong thời gian gần thôi, nên các bạn yên tâm. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong cái hành trình trở thành thợ săn quỷ mạnh nhất của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.